hành và phát triển của nền văn hóa Hạ Long. Văn hóa Hạ Long có niên đại từ 5.000 đến 3.500 năm cách ngày nay, là gạch nối giữa thời đại đồ đá mới, văn hóa Bắc Sơn với thời đại kim khí, văn hóa Đông Sơn. Vân Đồn đã hoạt động rất nhộn nhịp dưới các triều đại Lý, Trần, Lê.